Ngày 27 tháng 5, trao đổi với báo chí về các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc hiếm, thiếu thuốc giải độc botulinum, ông Lê Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã và đang khẩn trương triển khai việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung với dự kiến hình thành 3-6 trung tâm trên cả nước. Số lượng danh mục các thuốc dự trữ khoảng từ 15-20 loại và botulinum cũng là một trong các loại thuốc nằm trong danh mục các thuốc này. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đang hợp với WHO nghiên cứu về cơ chế tồn trữ của WHO để có sự liên thông giữa việc tồn trữ thuốc hiếm, thuốc ít nguồn cung ở Việt Nam cũng như các nước xung quanh khu vực và các kho của WHO. Về các khuyến cáo để phòng chống ngộ độc do botulinum, Bộ Y tế chỉ rõ trong sản xuất đồ hộp phải chấp hành chế độ khử khuẩn một cách nghiêm ngặt. Ưu tiên ăn các thực phẩm mới chế biến, mới nấu chín. Đặc biệt, không nên tự đóng gói kín các thực phẩm và để kéo dài trong điều kiện không phải đông đá. Với các thực phẩm lên men, đóng gói hoặc che đậy kín theo cách truyền thống, cần đảm bảo phải chua, mặn. Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn. Ngày 27 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, chiều ngày 26 tháng 5, nhận được tin về việc một ô tô 7 chỗ có liên quan đến vụ trộm xe máy tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, đang lưu thông từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các tổ công tác bố trí lực lượng chốt chặn nghi phạm trộm xe trên quốc lộ 1. Đến khoảng 15 giờ, chiếc xe nghi vấn đang lưu thông theo hướng từ Mỹ Thuận đi Trung Lương. Khi thấy lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng kiểm tra thì tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức các lực lượng truy đuổi đến ngã tư Đồng Tâm thuộc địa bàn xã Thành Phú, huyện Châu Thành, sử dụng xe container và xe khách loại lớn chặn dừng trước đèn đỏ, yêu cầu người dân rời khỏi khu vực này. Tài xế ô tô 7 chỗ định lách qua các khe hẹp để bỏ trốn nhưng bị công an bắt giữ. Kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một khẩu súng ngắn loại rulo và một gậy sắt. Bước đầu, lái xe khai tên Võ Hồng Phong, 37 tuổi, ngụ huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang, đã thuê ô tô tự lái chở đồng bọn từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây để trộm xe máy. Ngày 27 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sáng nay, Công an xã Ba Vì tiếp nhận tin báo từ trạm y tế xã Ba Vì. Bé V, sinh năm 2019, trú thôn Nước Ui, xã Ba Vì, đã tử vong trước khi đưa đến trạm y tế xã. Cha bé là Đinh Văn Thôi, sinh năm 1978, trú thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, là nghi can. Qua xác minh thông tin ban đầu do gia đình cung cấp, do mâu thuẫn vợ chồng nên sáng ngày 27 tháng 5, Đinh Văn Thôi đã treo cổ bé. Phát hiện vụ việc, người dân đã đưa em đến trạm y tế xã Ba Vì để cấp cứu. Hiện nghi can đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an xã Ba Vì đã báo lên công an huyện Ba Tơ, chỉ đạo các lực lượng phối hợp truy tìm nghi can Thôi và tiếp tục điều tra vụ việc. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa cấp cứu 3 trường hợp, một người ở huyện Văn Lãng, Lạng Sơn và hai người ở huyện Ân Thi, Hưng Yên, trong tình trạng kích thích vật vã, đau nhiều vùng hạ vị và hai bên thắt lưng, nôn ra máu, phồng rộp niêm mạc vùng lưỡi. Người nhà bệnh nhân cho biết, trước khi phải nhập viện cấp cứu 6 tiếng, ba người này đã ăn 4-5 con côn trùng không rõ chủng loại. Sau ăn, người bệnh xuất hiện các dấu hiệu trên và được người nhà đưa đi cấp cứu. Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc do ăn sâu ban miêu dẫn đến suy đa tạng. Ngay lập tức, các bệnh nhân được xử trí theo phác đồ ngộ độc của Bộ Y tế và được chuyển lên điều trị tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có hai bệnh nhân tiên lượng rất nặng, phải lọc máu cấp cứu. Sâu ban miêu có hình thái giống bọ xít nhưng lại chứa chất cực độc, cantharidin, không thể phân hủy dù chế biến ở nhiệt độ cao. Hầu hết các trường hợp ngộ độc sâu ban miêu đều dẫn đến tử vong. Chiều ngày 27 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết, ở ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành vừa xảy ra sạt lở bờ sông tại Dơi Thừa Thiên, nơi có khá đông hộ dân sinh sống. Vụ sạt lở làm một căn nhà có nguy cơ sụp xuống sông, hai căn nhà khác bị ảnh hưởng mái hiên, sân và hàng rào bảo vệ. Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 60m, ăn sâu vào đất liền từ 4-5m. Đáng chú ý, tại khu vực này, trước đây cũng đã xảy ra tình trạng sạt lở và được khắc phục. Tuy nhiên, nay lại tiếp tục sạt lở.
Ngay khi sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp di dời đồ đạc, vật dụng sinh hoạt của các hộ dân bị ảnh hưởng. Ngành chức năng đã giăng dây cảnh báo khu vực xảy ra sạt lở. Hiện địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan tìm giải pháp khắc phục. Tối ngày 26 tháng 5, anh Lê Kim Khải, 38 tuổi, cùng vợ là chị Phạm Ngọc Bích, 28 tuổi, mang thai gần 9 tháng và con gái 4 tuổi, cùng trú thành phố Cần Thơ, đón xe khách từ thành phố Đà Nẵng về lại thành phố Cần Thơ để tiện sinh nở. Khi xe khách đến địa bàn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, chị Bích có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu. Thấy vậy, nhà xe yêu cầu gia đình đón xe khác vì sợ sinh trên xe. Trong lúc bị bỏ lại, gia đình anh Khải đành phải đi bộ. Trong khi người vợ gần đến ngày sinh, lúc này công an thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa đã tiếp nhận thông tin và kịp thời hỗ trợ 2 triệu đồng và mua vé xe, đưa gia đình anh Khải, chị Bích cùng con nhỏ lên xe khách về thành phố Cần Thơ.